Mặc dù chỉ kéo dài chưa đầy một giờ đồng hồ, nhưng lượng mưa lớn chút xuống đã khiến nhiều tuyến đường khu phố ở Hà Nội như Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, Khuất Duy Tiến, Triều Khúc, Bùi Sương Trạch, Trường Chinh bị ngập cục bộ. Có đoạn nước ngập ngang bánh xe khiến nhiều ô tô, xe máy bị chết máy giữa đường. Nhiều người chọn cách lái xe trên vỉa hè để tránh chết máy. Sau khi mưa ngớt, nước rút, tình hình giao thông vẫn không được cải thiện. Hệ thống đèn tín hiệu tại nhiều ngã tư lại không hoạt động, các phương tiện phải di chuyển chậm, cộng với việc không có cảnh sát giao thông đứng ra điều tiết, nên một số ngã ba, ngã tư đã xảy ra tình trạng ùn ứ. Tại đường Trường Chinh, Nguyễn Xiển, các phương tiện xếp hàng dài gần 1 km, giao thông hỗn loạn nên phải gần 2 tiếng đồng hồ sau mưa, ách tắc tại ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng mới được giải tỏa.